Rồi đam mê săn bắt 83, xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn đang xem video của mình luôn nha. Đây, mình tiếp tục đi thăm bẫy cái nhà bẫy gắn. Thì mấy hôm nay mình bận quá mình không có đi thăm. Đây, lúc mình thăm cử thứ ba thì lúc ở đây mới dậm xong rồi. Bây giờ đã ướt đồng rồi cái nhà, bỏ quá lâu. Đây mình bỏ có mười mấy ngày. Luồng này nó chung là ở xa nhà mình. Giờ thì cũng có hai luồng bẫy mà khó kiếm chuột nên mình cũng ít có đi thăm bẫy cái nha. Chưa được xuống thêm luồng nào hết trơn. Đây này, lúa này mau thiệt chứ, mới có mười mấy ngày. Đây là đầu nghề của mình. Cũng có bẫy xì cua, y chang như cũ luôn. Cái luồng này thì mình thăm được 3 chuyến rồi cả nhà. Chuyến thứ hai, thứ ba. Còn chuyến thứ ba thì có thăm nhưng mà không có video, giờ không có gắn thì nó dính đâu cũng được hai ba con à. Rồi có gắn hổ luôn nhưng mà hai ba con mình không có làm video luôn cái nha. Thì trước tiên vô thăm cái đầu tiên thì cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe nha, mà luôn thành công trong công việc nha. Chúc anh em đồng nghiệp mình chúng đi thăm bẫy chúng mánh nha. Tiến hành vô thăm cái đầu tiên luôn cái nha. Này, chuột lúa đã sẵn sàng. Cái đầu tiên này không biết chuột còn không, đi quá lâu rồi. Khi nó hết lúa nó cũng chết đó. Này, chuyến thăm thứ tư rồi. Chuyến thăm thứ ba thì không có video. Trống lỏng. Trời, cái này vẫn còn chuột luôn. Này, chuyến đầu tiên dính được con gắn tới giờ hết dính luôn. Quá tai. Ốp máy luôn đó nha. Rồi trong này mình cũng có cái cả nhà. Cái này là cái thứ hai. Từ đặt tới giờ chưa thấy dính cái gì hết. Chuyện này sao đây? Bỏ lâu lắm rồi. Trời, không thấy hình tượng gì hết trơn nha. Trời, đã ngủm mà. Chuột dương sinh. Tiếp tục đây mình cũng có một cái luôn. Giường phát trống lỏng hết trơn cả nhà. Còn có lùm này. Cái bẫy này cũng thường dính gắn. Rồi chiếc này thì chuột chết bèo luôn. Chuột nguyên sinh luôn. Rồi ốp máy cả nhà. Rồi, trong này mình cũng có một cái cả nhà. Bên kia chỗ vườn đang xịt cỏ. Đi ra đây mình trốn trốn ngủ thăm. Đang xịt thuốc cỏ. Cái bẫy này từ đặt tới giờ dính được con hành ba nhỏ xí xí luôn. À, chiếc này có phân rồi cả nhà. Phân đen lùi. Thăm nãy giờ cũng 5-6 cái nữa. Ủa sao thấy không chưa có cảm giác nè. Quá cái đống phân này hết biết luôn rồi. Bự xong nhẹ te thành nhì cả nhà, còn này nhì cũng được. Đây trống phân hết thân, còn hành đầu tiên của ngày hôm nay cả nhà. Ốp máy luôn cả nhà, chai tới cái tiếp theo mình chia sẻ luôn. Tiếp tục đây mình cũng có một cái luôn. Chuyện rồi mình thăm mình thấy phân mà không có gắn đó nha. Gắn ra mất tiêu. Cái đống phân quá trời luôn. Mình không biết gắn ở đâu mất tiêu. Thấy cái đống phân không? Chuyện này, chuyện này có vô không? Chuyện này trống lỏng. Chuột còn. Mới đau. Chuyện ngồi sảy gắn mà chuyện này không vô. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Khu vực này lúa đang chỗ đó cả nhà. Chuyến rồi mình lại thăm này lúa mới làm đồng. Chuyến này lại lúa chỗ luôn. Bỏ hơi lâu mình lúa chỗ mình chỗ nhanh thật. Ở đây mình cũng có một cái. Cái này cái gì không đây? Khui khui. Khui. Rồi. Nhẹ tơ vậy.
chuột viên sinh rời của lũy nào luôn chứ. Ok rồi, trong này mình cũng có một cái luôn cả nhà. Thầm nãy giờ còn chục cái không dính được con rắn này, dính này chết luôn à, lỗ tiền xăng luôn à. Trời, cái này có hiện tượng nó ép à, ép rắn là cái gì. Ồ, rắn nhưng mà hành ba cả nhà. Đây phân nó ỉ ở đây nè. Đây dù lâu lắm luôn, phân đóng đen đây nữa. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Ở trong này mình cũng có một cái này, chiến gồ thì chết chuột. Chiến này bẫy nằm ở đâu đây, nằm ở đây. Rồi trống lỏng luôn, chuột nguyên sinh nữa nha. Rồi trong này mình cũng có một cái này chiến gồ dính hổ ngựa bốn năm lạng vậy. Chị này có gì không? Ồ chị này phân giữ phân rồi cả nhà. Đây đóng phân đen hết trơn, phân vô lâu rồi, không biết lớn hay nhỏ mà. Nhẹ hành nhì hành ba đấy, con này hành ba luôn cả nhà. Đóng phân hết biết vậy mà gắn ba lớn quá tai thiệt chứ. Cả để mình ốp máy nè, mình bắt rắn ra luôn cả nhà. Cái hình bắt ba rắn luôn cả nhà. Con phân con nào con lấy khủng khiếp không mà rắn không lớn. Hình ba, hình nhì, hình ba. Thầm nãy giờ nửa luồng 7 giờ dính được có 3 con cua phân 7 27 phân thế kinh hồn, còn hàng khủng không đó chứ. Hàng 3 hai lạng mấy không biết đủ tiền xăng tiền chuột không đây. Con này thì nhì con 4 lạng 3 lạng mấy 4 lạng không đóng không mấy chiếc ra nữa đấy. Đóng chiếc chứa đóng bọc lúa cái nhà. Chịu ra luôn chứ. Hai lan gửi 4 lạng. Không khủng không. Này giữ ra một phân luôn nhì không đây. Đóng phân nào đóng phân phân ấy bằng phân voi. Con này rớt luôn, có thể là được nhì ba ẻm. Em này chắc không được ký không? Em chắc này có ký. Rồi tới cái tiếp theo quay chia sẻ luôn đó nha. Rồi tiếp tục đây mình cũng có một cái luôn. Cái bẫy này mình thăm 2 chuyến dính 2 con. Rồi chuyến thứ 3 quất chết rồi cả nhà. Này chuyến thứ 4 thì sao đây? 2 chuyến đều có vi déo hết trơn nhưng mà chuyến thứ 3 thì không có vi déo. Rồi chuyện này thì vớt chết luôn, chuột nguyên sinh.
Rồi tiếp tục đây mình cũng có một cái luôn. Vườn đốn dọn trống lỏng hết trơn. Biết nào, cái bẫy mình nằm chỗ nào. Ồ, cái bẫy nằm đây. Cố gắng luôn cả nhà. Giật ra thấy thằng nằm. Có lý. Nặng không? Ồ, hành ba. Vô lâu à. Phần ý trắng hết trơn. Phần này nữa nè. Bỏ quá lâu mà. Hên mà ta không đô, không đạp. Cũng ngon. Có gắn là mừng à. Ốp máy luôn cả nhà. Rồi, trong này mình cũng có một cái cả nhà. Thì khu này khu có gắn hổ. Cử thứ ba mình thăm cũng có dính được con gắn hổ nhưng mà bị kiến cắn chết ngắt. Hổ nhỏ cả nhà. Này thì bước chết luôn. Cái này có phân rồi cả nhà. Ồ, thêm gắn rồi. Bèo quét rồi cả nhà. Trời, con kiến nó ăn luôn rồi. Lâu quá. Kiến nó ăn. Hổm dính gắn hổ cũng bị kiến cắn chết. Kiến này cũng hổ hành cũng dính. Cũng bị kiến xử luôn, ngay ổ. Nó tay thì chứ. Rồi hộp máy luôn cả nhà. Rồi ở đây mình cũng có một cái cả nhà. Thì ở đây có hổ đại ca nha cả nhà. Rồi chuyến rồi mình thăm dính con mà bị chuột bị kiến nó xử. Không biết chuyến này nó có dính cái gì không. Cái người hổ đại ca nhỏ. Chuyến này thì vớt chết à. Chuột nguyên sinh. Trong này mình cũng có một cái luôn. Khu này có gắn hổ mà. Hổ nhỏ đó nha. Chiến ngồi dính một con hổ nhỏ. Trời, chiến này. Cái này có dính nè. Mình thấy có dãy gắn nè. Hổ hành. Đây. Dãy cái nó nè. Lột luôn rồi, bỏ lâu quá cả nhà. Con này không biết nhầy không đây, thấy nặng nặng. Ồ, con này nhầy à. Nó lột luôn à. Bỏ lâu quá mà. Rồi, ốp máy luôn đó nha. Rồi, tiến hành bắt gắn ra luôn cả nhà. Nãy giờ mình thăm cũng dính được 5 con rồi mà mưa mình không có quay cả nhà. Mưa quá trời. Ướt ngẹp chứ. Vô trong này mình bắt gắn ra luôn. Tổng được 5 con. 3 không rồi cả nhà. Mưa vừa tới cái khu cuối này là mưa suốt luôn. Này mình thăm gắn nó chết quá trời luôn. Chết nhiều lắm gắn. Do mình bỏ lâu quá. Rồi trời nắng khô. Chết khô luôn. Cái luồng này chiến này thăm không có gắn nhất luôn. Cũng thứ tư nè. Thì nhầy vậy đó nha. Hôm nay hình như được 3 con, 4 con nhầy vậy đó. Như là hình 3 không. Nhưng rồi mình thăm nó thiếu chuột mình không có chăm mấy cái. Bỏ cù lại 3 cái. Những rồi lúc nhiều nhiều do không có chuột. Cái này chứ. Những 3 luôn. Bị lột vô lâu lắm luôn. Ra mình bỏ mình mấy ngày. Không có thời gian mà đi thăm luôn. Lớp không có chuột. Con này biết nhì không đây thì cũng bự nhì cũng được 3-4 con gì giữ gì cứng xuống dưới này xuống
dừa ở dưới này nó phải chui vậy, nó chui. Ngu vậy. Rồi con này không được nhì luôn, ba luôn. Này chắc ở 2 kg gắn. Hai chiến trước á, hai chiến đầu thì không được, chiến 3 kg mấy, hai chiến được 6 kg, cái chiến sau cái còn có 1 kg mấy, còn không có làm cái déo luôn đó nha. Lâu quá mình mới lơ ra được cái video. Ba luôn à, thằng ba nó dính hổ hành không, cả 2 kg. Bây giờ nó cũng dính mà mưa quá mình không có quay được. Ba rồi xong, hai ký gắn nè cả nhà, 2 kg này dính đâu cũng 8 con mà chết không mà 4-5 con à, bị nó khô quá, chết khô vì lớp kiến nó cắn nữa. Và được hổ hành không, mấy con nhì này chung chắc cũng đủ tiền chuột tiền sang. Cho mình xin kết thúc clip tại đây luôn nha cả nhà. Hẹn cô chú anh chị và các bạn trong clip tiếp theo của mình luôn nha. Cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn có những giây phút thư giãn khi xem video nha. Bye bye cả nhà luôn.